nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu về cách lựa chọn và sử dụng đai nẹp cổ tay. Hôm nay chúng ta có sản phẩm Bon Bon sản xuất tại Nhật, mình nhờ kỹ thuật viên tư vấn ha. Cái cách lựa chọn để phù hợp với người sử dụng sao em? Dạ, cái mẫu này là dòng đai nẹp và tiêu chuẩn, nó phi size, tất cả người dùng đều có thể dùng được. Tức là tất cả người dùng đều dùng được? Dạ. Một size? Dạ, một size duy nhất. Cái công dụng của nó là sao em? Cái này là khi mà bị chấn thương mình đeo, nó làm chắc hình cổ tay, hoặc là trong lúc chơi thể thao thì nó làm giảm lực chấn thương lực cổ tay. Ví dụ anh thường lái xe máy rất là lâu á, nó mỏi cổ tay đi đường xa. Dạ. Thì này xài tốt ha? Dạ vâng, này xài nó rất thoáng khí, thoải mái cả ngày. Dạ. Mình đặt được phần cổ tay, mình kéo một đầu kéo như giãn nhẹ nó ra. Muốn mình lực tác dụng mạnh hay yếu mình thì kéo mạnh nhẹ. Tức là mình muốn mạnh hay yếu thì mình kéo cái lực kéo bằng phần này ha. Mình kéo xong mình giãn vô. Và mình thành cảm nhận được cái lực lực xí cổ tay. Quá trình chắc chắn luôn. Vậy là cái này mình lái xe á, nó sẽ không mỏi tay, hoặc là mình khi chơi game á, nó chắc chắn. Và những người mình điều trị đều sử dụng được hay không? Vâng, khi mình bị chấn thương thì mình kéo nhẹ thôi, mình sợ lực tác dụng mạnh quá làm đau. Cái này nếu mà sử dụng lâu dài thì nó có khó chịu không? Dạ không, cái này là sản xuất các sợi carbon tổng hợp á, nó rất là thoáng khí, xài càng ngày nó thoải mái, không sợ hầm hơn. Rồi, hôm nay chúng ta tìm hiểu được cái cách sử dụng của cổ tay này ha. Đai nẹp này mình muốn chắc hoặc là mềm thì mình có thể dùng cái lực quấn khác nhau. Rồi, cảm ơn thầy rất là nhiều ha. Cả nhà mình có thể xem thêm thông tin về giá cả và các chức năng của nó, có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn hoặc số điện thoại bên dưới hoặc là vào website nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Tạm biệt.